người đã trở lại clip unboxing. Mình là Ngọc Trinh đến từ nhà phong phú sông Tóc. Sản phẩm ngày hôm nay đó là con HD 450 đến từ nhà Sennheiser của Đức. Thì không biết về phần chất lượng lẫn phụ kiện ở trong con HD 450 bên đây này có những gì thì hãy cùng mình unboxing nhé. Âm thanh nghe rất là đã. Mời đẹp, mời đẹp. Ở trong hộp thì Sennheiser có cung cấp cho chúng ta hai dây cáp, đó là một dây sạc Type C và một chiếc cáp 3.5. Thì về phần đệm tay đây, phần đệm tay này được làm bằng cao su nôm khá là dày dặn và mềm mịn. Khép pen này sử dụng một lớp cao su đây. Mình nghĩ mình sẽ thích cái phần cao su này hơn là phần da, vì cái phần cao su này mình dễ lau chùi, hay là nhiều khi tai nghe mình có thể bị dính nước hay là dính mưa thì sẽ không bị bong chóc như là được thiết kế bằng da. Tai nghe HD 400PT của nhà Sennheiser này chất liệu là nhựa cao cấp, về việc uống hay gặp tai nghe thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra ở trên chiếc tai nghe này. Về phần tai vớ đây thì chúng ta có thể xoay 130 độ, thoải mái lựa chọn tư thế, đây là cảm giác thoải mái nhất cho các bạn. Một điều hết sức đặc biệt ở trên chiếc tai nghe này là có khả năng chống ồn, phù hợp cho các bạn muốn làm việc ở không gian như quán cà phê. Tai nghe 450PT này là có hỗ trợ Qualcomm ATS và Qualcomm ATS Low Latency, giúp độ truyền tải âm thanh được ổn định hơn và giảm độ trễ của sự truyền tải âm thanh. Và đó, cái việc mà chơi game, nghe nhạc hoặc xem phim của các bạn sẽ trở nên trao chuốt từ đầu đến cuối và không hề gây cảm giác khó chịu. Về các nút bấm ở trên chiếc tai nghe HD 450PT này thì khá giống với con HD 350PT. Đây là những nút bấm mà điều khiển vật lý, và đây có đầy đủ chức năng hỗ trợ cho các bạn trong việc chuyển bài, lưu bài hay là turn up or soft play. Một ưu điểm nổi trội ở trên chiếc tai nghe 450PT này là thời lượng lên tới 30 tiếng, trừ hao khi bỏ tính năng chống ồn thì còn khoảng đâu đó 27 tiếng, giúp bạn xem phim cả một ngày dài hay là nhiều ngày mà không còn sạc đi sạc lại. Phần housing của chiếc tai nghe 450PT này thì chúng ta có thể gặp lại vô cùng nhỏ gọn. Khi đựng chiếc tai nghe vào ba lô hay là túi xách thì sẽ khiến cho việc di chuyển của các bạn trở nên linh hoạt hơn và gọn nhẹ hơn. Và mình cũng đã nói sơ lược về chức năng cũng như là các phụ kiện ở trong chiếc tai nghe của HD 450PT này. Thì trong phần tiếp theo mình sẽ nói về chi tiết âm thanh thì cũng như hướng dẫn